Hello hello, xin chào mọi người. Mình là Thương từ kênh YouTube Yogi Travel. Và chào mừng mọi người tới với cái chuỗi những cái video chia sẻ của Yogi Mom về hành trình mang thai và học cách làm mẹ. Mình đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ thì mình đã tăng 3,8 kg. Và cái cơ thể mình thì nó không có bự lên nhiều quá, vẫn là xanh gọn. Và chỉ có vùng bụng là phát triển thôi, tất cả mọi cái kinh nặng nó tăng vào vùng bụng này thôi. Thì mọi người thường hỏi mình là làm sao để giữ cái thể chất khỏe mạnh và cái cân nặng tập trung vào bụng thôi. Thì với mình trong cái quá trình mang thai có hai yếu tố mà mình nghĩ là quan trọng nhất. Thứ nhất là sức khỏe và tâm lý người mẹ. Và thứ hai là chế độ dinh dưỡng, như mọi người thường nói là ăn thế nào để vào con chứ không vào mẹ. Và tập luyện như thế nào để cho cơ thể mình vẫn săn chắc, vẫn khỏe mạnh, không có bị đau, mỏi hay là bị chuột rút trong quá trình mang thai. Thì video hôm nay mình chia sẻ một vài cái món ăn mà mình thường ăn trong cái quá trình mang thai. Mọi người sẵn sàng và cùng vào bếp với mình nha. Món đầu tiên sẽ là món thịt bò cuộn với nấm kim châm nha mọi người. Thịt bò này mọi người mua về thì bỏ trong tủ lạnh một chút đó, cho nó cứng cứng lại một chút thì mình sẽ cắt nó mỏng và nó dài ra được á. Mình cắt thành một từng miếng dài dài vậy nè để cuộn cho dễ ha. Sau khi cắt rồi thì mình ướp vào thịt một chút tỏi, xì dầu, hạt nêm, tiêu. Sau khi ướp chừng 30 phút thì bắt đầu lấy ra và mình sẽ cuộn nấm. Nấm thì bạn cắt cái đuôi đi và rửa sạch ha, rửa bằng nước muối á. Sau đó bạn sẽ bỏ vào giữa của cái miếng bò và mình chỉ cần cuộn lại thôi. Như vậy ha. Và mình sẽ dùng nồi chiên không dầu để chiên. À nhớ là khi mà ướp thịt bò á, mọi người cho vô một chút dầu ăn. Thì chút nữa cho vô nồi chiên không dầu, nó không có bị dính dưới đáy nồi nha. Cái này cuộn không cần chắc tay lắm đâu, tại vì chút nữa nó hơi nở ra, nó đỡ, nó cũng không có bị phèo ra đâu nha mọi người. Nè, cái cuộn nó sẽ như vậy. Và mình xếp trực tiếp vô nồi chiên không dầu luôn. Bạn đừng có xếp chồng lên nhau á, nó sẽ bị dính và nó bị bể ra. Bạn chỉ cần để một lớp vậy thôi nè, nguyên một lớp lên nồi chiên không dầu. Mình cho vào nồi chiên không dầu ha, và bật 175 độ ở 10 phút đó bạn. Nha, 175 độ. Và sau khi nó nướng chín một mặt rồi thì mình lật lại cái mặt kia và để 5 phút trong vòng 175 độ nữa thì nó chín cái mặt kia, thì là xong á. Phần nước mà hồi nãy mình dùng để ướp với bò, mọi người có thể nấu lên, sau đó mọi người cho thêm một chút sa tế, một chút nước tương và mình sẽ đều cái phần này lên trên cái mặt của cái dĩa bò mình vừa nướng á. Sau đó mình vừa cho một chút cái này là hạt mè. Ta-da, vậy là xong rồi. Món này là món đậu bắp xào trứng nha mọi người. Đậu bắp là một trong những nguyên liệu rất là tốt cho bà bầu, bởi vì đậu bắp chứa rất là nhiều chất xơ, axit folic, calo và các khoáng chất thiết yếu, là một trong những thứ mà mình hay ăn nhất trong kỳ bầu của mình. Đối với đậu bắp thì mọi người cắt chéo vậy nè, mọi người cắt đường dọc như vậy để cho nó đỡ bị rớt hết mấy cái hạt bên trong đó mọi người. Mình bằm vài tháp tỏi ha, cho nó có mùi thơm. Mình cho một chút dầu ăn vào trong chảo đi. Sau đó chờ khi nào ngoài dầu ăn hỏng lên rồi á, mình sẽ cho thỏi và phi tôm lên nha. Mình cho tỏi vào nè và phi tỏi thơm lên. Thank you.
và mình cho đậu bắp vào luôn. Cho hết tất cả đậu bắp vào xào các bạn. Và trong lúc chờ đậu bắp xào mềm thì mình sẽ làm trứng ha, mình sẽ làm tan cái trứng ra. Bây giờ mình sẽ pha trứng ha. Đối với trứng đó đậu bắp thì mình dùng khoảng 2 quả trứng, trứng gà, trứng vịt gì cũng được. Đây là trứng vịt của hàng xóm mình bán luôn á, rất là lòng đỏ rất là nhiều. Bạn làm tan trứng vịt ra. Nêm vào một chút muối, chút xíu thôi nha. Một chút hạt nêm và một chút tiêu. Tan lên. Và khi đậu bắp hơi mềm rồi á, mình thấy nó xanh đậm lên các bạn, thì bạn cho trứng vào dạ đều lên trên cái mặt đậu bắp á. Bạn có thể để như vậy rồi để nắp lại chờ nó đông lại cùng nhau, hoặc là bạn có thể đảo đều lên, mình thích nó đều lên cho nó bạn đều hết tất cả các mặt của đậu bắp á. Và mình nấu chừng 2 phút là được. Đậu bắp bạn không cần nấu chín quá đâu ha, chỉ cần nó còn hơi sần sật á thì ăn sẽ ngon hơn. Mình nấu một chút á cho thấy khi nào mà mình thấy cái trứng nó hơi khô khô lại rồi thì mình sẽ nêm thêm hành. Tại vì đang mùa giãn cách á cho nên mình để hành ở trong đá. Và mỗi lần nấu ra thì mình khéo khéo ra vậy này. Để hành đông đá được lâu lắm nha mọi người, cả 2-3 tuần luôn á. Sau đó mình trộn chung hành vào, nấu một chút tại vì hành đông đá nó hơi cứng. Ta-da, vậy là xong rồi. Món đậu bắp này ăn chung với cơm nóng rất là ngon đó mọi người. Vậy là mình hoàn thành món đậu bắp xào trứng nha. Món này là món gỏi rau muống nha mọi người. Gỏi rau muống với đậu phộng á. Một số người nói là bầu thì không được ăn, không nên ăn đậu phộng, nhưng mà đó là lời đồn thôi mọi người. Còn theo như là các cái báo khoa học và các cái thông tin mà bác sĩ đưa cho mình thì ăn đậu phộng rất là tốt, và đặc biệt rau muống còn chứa rất là nhiều sắt nữa. Rau muống thì bạn rửa sạch sau đó bạn trần qua với nước sôi. Để cho nước sôi thật sôi lên thì rau muống mới xanh ha. Rau này là rau bà hàng xóm của nhà mình cho. Chỉ cần trần qua chừng nửa phút thôi cho nó mềm lại, cho nó trộn đều lên là được. Sau đó mình vớt rau ra. Mình dùng nguyên cái nồi hồi nãy nè, cho vào một chút dầu ăn. Rồi tỏi bằng. Sau đó bạn phi thơm tỏi lên. Bạn sẽ cho một chút mắm, nước mắm nha. Nào con cho bạn một chút nước mắm. Đừng quá mặn nha mọi người, bầu không nên ăn quá nhiều đồ mặn. Rồi bạn bỏ phần rau mà hồi nãy mình luộc á, mình trần sơ á, vào trong cái chảo của mình và đảo sơ lên. Trong lúc mà đảo này nè, bạn có thể là cho thêm chút tiêu
và hạt nêm. Mình chỉ cần đảo xô cho rau nó ngậm vào gia vị thôi là được nha. Khi mà mình đảo đảo cho nó thuận gia vị rồi á, thì bạn tắt bếp và bạn lấy ra dĩa. Trong những xào tỏi là một món cực kỳ hấp dẫn luôn. Và bạn rải flak đậu phộng á, bạn rang rồi đập nó nhỏ nhỏ ra, không cần nhỏ lắm, đập cho nó nhuyễn nhuyễn ra, bạn bỏ lên phía trên và bạn nặn chanh lên trên đầu của món ăn nữa là được nè. Bạn nặn thêm một chút chanh. Ta-da, nếu mà nhà bạn có hạt mè ha, bạn có thể cho thêm một chút hạt mè nữa, nhìn cho món ăn hấp dẫn hơn. Ta-da, vậy là xong rồi đó. Xong món salad rau muống, đậu phộng